Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Ron, công ty Khan Asset, đều do Kim Bung Jae, sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc, làm giám đốc cùng với 7 đồng phạm người Việt Nam. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018, Kim Bung Jae thành lập nhiều công ty, trong đó Kim Bung Jae sử dụng 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật. Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không đúng sự thật như đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao, mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh poker. Thực tế, các công ty đã không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo, mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân. Nhóm bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo niềm tin và thu hút các nhà đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại đầu tư vào tập đoàn đa quốc gia, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Kim Bung Jae giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương sinh năm 1993, tổng quản lý công ty Ryan Việt Nam và công ty Khan Asset là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức. Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hải, 24 tuổi, ngụ xã Cư Đăng, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 5, Hải đến nhà một người bạn ở cùng buôn để nhậu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì Lê Trọng Trường Huy, 20 tuổi, cùng trú buôn Co Hờ Nè cũng đã đến nhậu chung. Do có nhậu từ trước nên khi ngồi vào bàn, Huy đã say và có lời to tiếng, chửi bới những người xung quanh. Thấy trên bàn nhậu có con dao Thái Lan nên Hải đã cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của Huy, khiến Huy gục tại chỗ. Sau đó mọi người đưa Huy đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 5, Hải đến công an xã Cư Đăng đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Ngày 23 tháng 5, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa bàn giao Nguyễn Thị Thạch Thảo, 23 tuổi, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho công an huyện Đức Huệ để tiếp tục điều tra về hành vi giấu ma túy trong gói kê đầu khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5, lực lượng biên phòng đang làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách tại trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, thì phát hiện Nguyễn Thị Thạch Thảo có nhiều biểu hiện nghi vấn khi mang theo một chiếc gói kê đầu. Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trong gói kê đầu có chứa hơn 2,33 gram chất bột màu trắng, nghi là ma túy đá. Sau đó, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời quyết định tạm giữ hình sự đối với Thảo để phục vụ cho công tác điều tra. Ngày 23 tháng 5, liên quan đến vụ việc một phụ huynh và một học sinh bị nước cuốn tử vong khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại vườn quốc gia Xuân Thủy ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu các trường cơ sở giáo dục trên địa bàn không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát. Đồng thời, Sở đề nghị các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra ngăn chặn việc tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát. Trước đó, vào trưa 20 tháng 5, đoàn khách du lịch khoảng 50 người gồm phụ huynh và học sinh lớp 6 của hệ thống một trường tư thục ở Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tới tham quan tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Tại đây, đoàn đã thuê thuyền đi ra bãi cát ven sông Hồng thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy để các học sinh được trải nghiệm thực tế công việc khai thác ngao của người dân địa phương. Thời điểm đoàn xuống bãi bắt ngao, nước còn cạn, nhưng sau đó nước dâng lên ngập bãi cát. Sự thay đổi dòng chảy đã khiến một số vị trí cát nơi các học sinh đang trải nghiệm bị sụt xuống. Khi sự cố bất ngờ xảy ra, chủ tàu đã ném phao xuống cho các học sinh bám lấy. Đồng thời, một số thành viên trong đoàn đã cố gắng bơi ra để cứu các học sinh. Tuy nhiên, cuối cùng một nam phụ huynh là trưởng đoàn và một học sinh vẫn bị nước cuốn đi mất tích và tới hôm sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của hai nạn nhân.
Sáng 23 tháng 5, đại diện chủ sở hữu căn nhà số 22 Morrison, nơi Viện Dưỡng Lão Tư Tâm S. Merciful chi nhánh Đà Nẵng thuê để hoạt động, đã đến yêu cầu quản lý cơ sở Viện Dưỡng Lão Tư Tâm S. Merciful trả lại nhà và chấm dứt hợp đồng. Cũng trong sáng nay, nhiều người thân của 12 cụ già đang lưu trú đã đến làm việc với quản lý về việc cơ sở ngang nhiên thông báo dừng hoạt động, trong khi đã thu hàng trăm triệu tiền viện phí của nhiều người. Theo đó, ngày 18 tháng 5, công ty cổ phần y khoa Tư Tâm S. Merciful, chủ cơ sở Viện Dưỡng Lão Tư Tâm S. Merciful chi nhánh Đà Nẵng ra thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở vì lý do khó khăn về tài chính và tái cấu trúc. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng xác định chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Viện Dưỡng Lão Tư Tâm S. Merciful của công ty cổ phần y khoa Tư Tâm S. Merciful. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 5, tàu cá QNG95629TS đang neo đậu tại bãi ngang ven biển xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thì bất ngờ bốc cháy gây thiệt hại gần 500 triệu đồng. Tàu cá có chiều dài 12,5 m, công suất 155 cv, đăng ký hành nghề lưới vây, do ông Bùi Bài sinh 1972 ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Sau khi đi hành nghề về lúc 8 giờ sáng 23 tháng 5, tàu neo đậu tại vùng bãi ngang thuộc khu vực Châu Tân, cách bờ khoảng 400 m để dự định chiều tiếp tục đi biển. Nhưng đến khoảng 10 giờ thì tàu bất ngờ bốc cháy. Đến khoảng 11 giờ đám cháy được dập tắt. Ông Bùi Bài cũng xác nhận nguyên nhân tàu cá bị cháy là do chập điện.